không thầy? Có đẹp chị ạ, nạ. Ừ, ở Việt Nam duy nhất ở đây có thôi. Đấy, ba tòa gọi là... Cho nên di tích đây là di tích quốc gia mà. Được con về thầy than là thầy bảo là tượng các thứ đúc mà không được, không không cho đặt. Mà ngày xưa nó đã có 18 vị La Hán rồi. Thế sẽ là bảo thầy cứ yên tâm, con đi đâu có Phật xây dựng. Ngày này kiểu thế là sẽ được đầy đủ đấy, các đấy. Giống thầy Đạt Ma thế nhỉ? Tổ Đạt Ma đó, thì mới cầm cái giày đấy. Rồi ban mẫu. Đây tổ Đạt Ma đấy. Đấy, tổ Đạt Ma này. Đây đấy, cầm cái giày. Tức là đây là nó giống như các cung ấy, thể hiện hết đấy. Ừ. Đấy. Ví dụ phật phật mẫu rồi giống như một cái cũng giống như hình năm tòa tất cả năm tòa ở đầu hai đầu tòa động tiên năm tòa động tiên đấy năm tòa bên kia đấy bên ngoài nhỉ có năm hai tòa nói chung văn hóa của Việt Nam mình nó sâu sắc lắm, nó dày lắm. Mình đi sâu mình mới thấy nó thờ trời đất mà vũ trụ mà. Đây cũng chỉ là mẫu à, thấy không hay lắm, đi vào mới thấy là Việt Nam cuối cùng sẽ là trung tâm trái đất thầy ạ. Thật. Đây là cũng là mẫu à? Thì thể hiện là mẫu đấy. Thế bây giờ họ có làm được không nhỉ? Làm được chứ thầy. Thì mình đặt ví dụ mình quay ra rồi mình đặt hình cho thầy. Nó công nghệ nó quét 3D. Các cái khuôn mặt nó thể hiện nó giống như các cái nó là pháp, nó pháp tức là nó thể hiện các cái tâm rồi trạng thái rồi làm sao sao có ý nghĩa hết. Đấy, thêm bên này nữa là một cái tòa bên này là 4 này, tòa đầu bên kia là 5 tòa. Ba cái ở giữa hai cái bên. Bây giờ ai mà thuyết đến ngày này được nhỉ? Cái này thì phải ấy thầy, phải tìm bên Hà Nôm nào người ta biết. Chắc chơi chắc. Hà Nôm con tớ có quen cái anh mà thì người ta phải nghiên cứu về Hà Nôm đó, không hỏi anh ấy mới biết. Không, cái này thì nói chung là mình cứ phát tâm các cụ cho gặp hết đi mà. Ừ, cứ tâm linh thôi, đừng có phải lăn. Hôm nay là một là chỉ dẫn mình thôi, dẫn ra cái chỗ đó thôi. Cái đấy là mắt rồng như thế. Cùng là về này hai đấy. Tớ đọc cái đấy là để hai đấy, còn ai đến đấy nữa thì chưa biết. Cho nên ai mà tạc tượng một ngày trong kia đấy một ngày xuống làm việc. Thầy phải về vai lần nữa. Rồi. Đấy là tổ vũ môn mà. Mà đấy nhá, ngài thánh giống là vẫn là không độ đấy, vẫn là khổng lồ đấy. Là một hết. Là căn nhà có sự tái sinh đặc biệt hết.